Ở đây còn một cái nhân vật quan trọng nữa mà trong cái thời Đức Thầy ra đời là ông Chính. À, ông Chính kế bên đây, tức là ông Chính Nản đó. Cái ông này đó, ông gần gũi Đức Thầy đó. Mỗi khi á, ông về nhà mà hơi lâu đó, nghe kể lại là hơi lâu đó là Đức Thầy nhắc sao ông Chính tới nay chưa lên. Từ khi Đức Thầy vào Lục Châu 1139, Đức Thầy rưng rưng nước mắt chạy về Mạch Nhưng, tay chèo miệng cũng gao chừng, bồng lai tiên cảnh ai từng đi chưa. Lúc Thầy nhắc chuyện đời xưa, lúc chàng Lý Phủ đổ thừa Trụng Ngư, thì Đức Thầy vào Lục Châu cả đã đi với gạch Nạch Cưng này rồi. Sau một thời gian năm 45, Đức Thầy về thuyết pháp tại chợ Mạch Dân Thịnh, kể như là nhân dân ở Mạch Dân Bình Hòa này, bà con có duyên sâu với những cái người lớn tuổi. Trong cái thời đó thì mình chưa sanh ra, thì chỉ nghe lại cô bác lớn tuổi kể lại là khi Đức Thầy về Mạch Dân này thiết để khuyến nông, để kêu gọi đồng bào để lo cày cấy. Thành ra Đức Thầy về miền Tây mình thiết pháp để kêu gọi làm ruộng. Thành ra trong cái thời năm 45, vào tháng 5, tháng 6 âm lịch mình, một cái ở Mạch Dân này là một trong 107 điểm mà Đức Thầy đã khuyến khích bà con nông dân nên lo việc cày cấy. Nghe kể lại thì bà con rất đông, lại là phân phách, không có một tiếng ho mà cũng không có một tiếng nói chuyện. Đôi khi Đức Thầy trỗi giọng lên đó, thuyết pháp thì bà con với cái sự tôn kính rồi lắng nghe, rồi những cái lời lẽ hay, những pháp nhũ lời lẽ của Đức Phật thuyết ra thì bà con đã rất tôn kính và đã nghe phân phách, nghe kể lại là ho không dám ho. Cái âm điệu Đức Thầy đặc biệt là gần nghe cũng được mà xa nghe cũng được. Thành ra kể như ở Mạch Dân này nó cũng có duyên với Đức Thầy. Từ khi Đức Thầy vào Lục Châu 1139, cái quyển nhất đó, Đức Thầy rưng rưng nước mắt chạy về Mạch Nhưng, tay chèo miệng cũng gao chừng, bồng lai tiên cảnh ai từng đi chưa. Lúc Thầy nhắc chuyện đời xưa, lúc chàng Lý Phủ đổ thừa Trụng Ngư, thì Đức Thầy dạo Lục Châu cả đã đi với cái gạch Nạch Cưng này rồi đó. Sau một thời gian năm 45, Đức Thầy về thuyết pháp tại chợ Mạch Dân Thịnh, kể như là nhân dân ở Mạch Dân Bình Hòa này, bà con có duyên sâu với Đức Thầy, được Đức Thầy đi vào Lục Châu về Mạch Dân và đi thuyết pháp để khuyến nông. Trong bài khuyến nông đó là Đức Thầy về Mạch Dân một lần nữa, là những là hai lần. Cái thời điểm mà thầy về đây thuyết pháp Bắc Hai là có cho hay trước không ạ? À? Cái người dân có tổ chức. Nghe kể lại thì Đức Thầy á, đi về thiết chỗ này, đặt thế dự này, thì cái ban tổ chức đó như thông tin có khi á, Đức Thầy thiết một ngày mà một điểm hai điểm, có khi cả ba điểm luôn đó. Rồi như thiết điểm này và tới điểm khác đó là có ban tổ chức người ta cho hay trước, đừng bà con đồng đạo người ta tụ lại. Thành ra cái ban tổ chức đó người ta sắp xếp Đức Thầy như đi điểm này tới điểm khác thì cho biết trước. Thành ra bà con nó nhiều cái ở phải sân vận động chỗ rộng rãi rồi có để chứa cái sức người đông đảo rồi đỡ mới hết người. Là mình nghe kể lại thì chứ ra cái tuổi đó thì cái năm mình mấy năm sau mình mới ra đời, thành chỉ nghe kể lại người lớn kể lại thôi. Cái thời điểm đó Đức Thầy thuyết pháp có dùng micro hay là gì không ai? À, cái vụ micro đó thì
nghe đấy bà con kể lại là Đức Thầy thuyết pháp ở Tân Châu với Châu Đốc, ở sân vận động đó mà quá sức người ta, thành ra ban tổ chức đó người ta mới tổ chức có cái máy micro để nói ra cho nhiều người nghe. Nhưng mà máy đem lại đó rồi nó cháy đi, cái âm giọng của Đức Thầy, điển quang của Đức Thầy nó mạnh quá, thành ra cái sức điển thường của mình trong máy này chịu không nổi, nó cháy đi máy hết. Rồi từ đó sau này chính vì mặt dân này cũng nói mềm, không cần máy mà bà con ở xa nghe cũng rất rõ ràng, vì Đức Thầy có bát âm đó, diễn cận âm là cái âm này ở xa nghe cũng được, diễn là xa, cận là gần, nghe cũng vẫn rõ ràng, không chát, ở xa nghe cũng được, chứ không phải như mình, cái tiếng nói của phạm của mình mà nói ở xa nghe hụt hẫng, nghe không rõ ràng. Và cái âm giọng của Đức Thầy trong trẻo đó, và khi mà thuyết pháp lên rồi đó, thì trôi chảy như nước nguồn chảy đó, xuống hoài ra hoài, có văn nói hoài, và những cái ý nghĩa cao thượng đó cũng như nước trên nguồn chảy xuống hoài không cạn. Đặc biệt là một cái sự của một vị Phật ra đời mà để thuyết pháp đó, nó đặc biệt hơn người phàm mình nữa. Ước rằng mấy chú quay này được có những cái người hồi xưa còn lại đó, mấy cái người lớn tuổi đó, người ta chứng kiến trong cái đó nó rõ ràng cụ thể. Lúc Đức Thầy thuyết pháp lên hòa, khi mà thuyết pháp xong đó, Đức Thầy có nói cái câu gì không bác hai? Thì Đức Thầy để ý là Đức Thầy cũng khuyên tu hành và lo làm ăn là cày cấy. Vì ruộng đồng cái năm 45 đó, người ta nghĩ rằng cái dịch bệnh rồi giặc giả loạn lạc, rồi là người ta nói đời tới người ta không lo mừng ăn. Cái năm đó 1945 đó, miền Bắc là đồng bào Việt Nam miền Bắc bị cái nạn đói nó mà chết 2 triệu người. Nên Đức Thầy trong cái bài khuyến nông, Đức Thầy kêu gọi Nam Kỳ không phải sống riêng mà còn cung cấp cho miền Bắc Trung lương thực, phải cần quân đội, phải cần lương thực, cũng phải ăn lúa gạo Nam Kỳ một. Trong cái bài khuyến nông đó, Đức Thầy còn gửi một phen giác cuốc ra đồng, thề rằng ruộng phải được trồng lúa khoai. Những cái ý mà Đức Thầy kêu gọi để cho người dân mình lo việc cày cấy. Dạ bác hai, hồi xưa con nghe mấy cụ lớn tuổi đó bác hai, Đức Thầy có về cái khu vực bên đây dùng cơm, có một cái nhà của ở đâu? Ở đây dạ. Còn một cái nhân vật quan trọng nữa mà trong cái thời Đức Thầy ra đời là ông Chính. Dạ. À, ông Chính kế bên đây. Dạ. Tức là ông Chính Nản đó. Cái ông này đó, ông gần gũi Đức Thầy đó. Mỗi khi á, ông về nhà mà hơi lâu đó, nghe kể lại là hơi lâu đó là Đức Thầy nhắc sao ông Chính tới nay chưa lên. Đó là ông Chính Nản gần đây, thấy bên đây. Có về dùng cơm nhà ông Chính nữa. Thành ra giữa ông Chính với Đức Thầy cũng có một cái sự nhân duyên mật thiết nào dữ lắm. Có kể lại đó là ông Chính thì tôi biết, ông cũng mới mất sau này tôi biết. Còn cái giai đoạn mà ông Chính tới lui trển là gần như thường lắm. Hay một chuyện đây vậy đó, chú nói mới nhớ lại ông Chính hả? Dạ con chào bác hai. Bác hai chia sẻ cái phòng thuốc mình với cái địa chỉ luôn cho cô bác có biết đó bác hai. Cái phòng thuốc Nam này mình bào chế thuốc viên. Đây là một cái cơ sở của tôn giáo, tức là ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, xã An Hòa. Và cái phòng thuốc đặt tại đây luôn, nó cũng giúp cho bà con có nhu cầu
mình bào chế ra thuốc viên. Bà con ở xa gần rồi người ta có yêu cầu thì mình giúp đỡ bằng cách thuốc viên chứ không phải hút thuốc. Thuốc viên bà chế. Nhưng người ta ở xa là ví dụ như người ta điện thoại cho bác Hai gửi thuốc được không? Hay là... Được, ở đây gửi rất nhiều. Qua đường bưu điện, đường xe, như thuốc ở miền Trung rồi người ta cũng không biết thuốc làm sao mà nó tới ngoài rồi người ta... coi số điện thoại đó rồi người ta điện vô mình gửi cho người ta. Thành nhiều gửi ra miền ngoài nhiều lắm, mấy tỉnh gần gần đây ra miền Trung cũng có luôn. Có kỳ đó ra tới ngoài Hà Đông. Không biết làm sao mà tới ngoài rồi người ta điện vô mà nói chuyện mình nghe cũng khó nghe lắm rồi. Cũng đáp ứng nhu cầu người ta gửi ra ngoài cho người ta. Người ta trình bày cái bệnh của người ta rồi mình ghi to gửi thuốc hai bác hai. Cái đó không biết mấy cái ở xa đó thì người ta có uống rồi. Rồi người ta chịu ha, người ta sau đó mà người ta yêu cầu mình gửi ra cho người ta nữa, đừng tiếp tục uống nữa đó. Thành ra mình gửi qua điện với điện để bỏ. Bác Hai dẫn con vô chia sẻ. Rồi vô đây qua cơ sở này. Cơ sở mình cũng là ban trị sự luôn hả bác Hai? Ban trị sự luôn. Ở đây thì trực ở đây là ngày thì ấy thì đông anh em tiếp, rồi chiều tối thì có người ở đây hương khói, rồi xe mình xe từ thiện rồi đó bà con bằng đêm đã xe này trực 24 trên 24. Thuốc mình vô bọc đây hả bác Hai? Đây là thuốc vô bọc nó nhiều thứ. Theo mà có công dụng gì bác Hai chia sẻ cho con biết thêm. Ở đây thì mỗi thứ thuốc á, nó có một cái công dụng đặc trị khác nhau. Thành ra á, nó có nhiều loại thuốc theo tổng số ở đây đó, thì khoảng có mười mấy thứ. Mười mấy thứ để trị bệnh cho bà con. Như cái như thuốc này là thuốc mát gan. Nó có cái toa rồi trong này người ta hướng dẫn rồi người ta uống theo cái toa này. Như mát gan này chuyên trị mát gan, giải độc gan, các chứng đau gan vân vân. Cách dùng. Dạ bác Hai ơi, thì những cái thuốc mình ở đây thì hoàn toàn mình hỗ trợ miễn phí cho người bà con hả bác Hai? Hoàn toàn miễn phí hết. Rồi đi dạy vậy cái vậy vậy vô cơ sở hả? Mình bào chế phía trong này hả bác Hai? Cái máy xay viên đồ đó thì nó ở trong này. Đây là cái máy xay thuốc tán. Mấy thuốc này rồi mình phối hợp lại rồi mình xây ra nó nhuyễn ra thành thuốc tán. Sau khi thành thuốc tán rồi á, mình mới vô nước để bỏ cái này là cái bàn đảo này đó để nó giòn tròn này nó ra viên. Rồi mình sàn cái này là sàn lại. Rồi sàn lại cho cái hộp nó đều với vừa uống. Nhiều khi nó gạn lại mấy cái hộp lớn. Rồi dưới cái nào nhỏ quá thì bỏ ra làm lợi, còn cái nào vừa mình lấy ra phơi cho nó vừa cái độ uống nuốt dễ. Ba cái dược này là có huynh đệ đi tầm dược không hay? Ở đây thì cái ban sưu tầm ở đây, còn ngoài ra đó thì cũng có nhiều nơi bà con đã trở lại. Nhiều khi người ta uống rồi hay người ta trồng thuốc, mấy cơ sở đã trồng nhiều đó. Rồi người ta hỏi mình cái cần xài cái gì người ta đem lại. Rồi mình cái nào mà không có nữa thì mình đi xin, đi kiếm, đi sưu tầm. Bữa nay ngày nghỉ gì mà con thấy không làm bác Hai? Tại vì thuốc còn hơi ngoài, thành ra cỡ này dịch cũng cho cũng bớt. Thành ra thuốc còn cái nào hết rồi mình làm thêm. Thành ra cái sân cũng còn kẹt thuốc. Bác Hai ra trước. Bác Hai chia sẻ cái vài mối chuyện bên thầy cho con ơi. Hồi xưa đức thầy về đây thuyết pháp làm sao đó bác Hai? Mình nghe mình
mình nghe lại thôi, chứ cái tuổi của mình thì trong cái thời đó mình chưa có. Dạ. Là hồi xưa thân phụ Bắc Hai có đi nghe thầy thuyết pháp hả? Có nghe kể lại. Ừ. Bắc Hai sống ở đây luôn hay là nhà mình ở đâu hết? Không, nhà ở trong này, trong chùa. Trong chùa Phật. Sáng ra đây tiếp, đây chiều về. Mắc kẹt ngoài quá.